Việc mạo danh người khác để đi lừa đảo thông qua các trang mạng xã hội không phải là câu chuyện mới. Thế nhưng càng ngày, những hình thức này càng được các đối tượng xấu thực hiện một cách tinh vi hơn. Các đối tượng giờ đây thì có xu hướng tập trung hơn vào việc gây dựng lòng tin mỗi khi thực hiện hành vi lừa đảo, bằng cách là chỉ nhắn tin với những số điện thoại bạn bè thân quen, song song với đó là lập tài khoản ngân hàng giống với tên của người chúng đang mạo danh. Đến thời điểm này, anh Lê Quốc Anh vẫn chưa hết ngỡ ngàng khi có đối tượng xấu mạo danh tài khoản mạng xã hội của mình để đi lừa đảo. Điều khiến anh bất ngờ nhất là các đối tượng này có được số điện thoại bạn bè của anh để kết bạn, nhắn tin mượn tiền. Tinh vi hơn, các đối tượng xấu này còn gửi số tài khoản một ngân hàng mà anh chưa bao giờ sử dụng với tên tài khoản y chang họ tên thật của anh. Cái đầu tiên của anh thắc mắc là, ủa tại sao các bạn này lại biết những người bạn của mình mà đi mượn tiền? Và thứ hai là, của anh thắc mắc thứ hai là bạn đó còn cả gửi cái số tài khoản cho bạn của anh nữa và tên Lê Quốc Anh. Và bạn của anh search cái số tài khoản lúc mà bấm thử gửi á, nó hiển thị là tên Lê Quốc Anh luôn. Thì bởi nó, ủa sao được như vậy? Nó trùng một cái trường hợp trùng hổ như vậy. Theo chuyên gia, lợi dụng vào quá trình tương tác với bạn bè trên mạng xã hội hàng ngày, các đối tượng xấu có thể thu thập thông tin, từ đó sử dụng công cụ để lấy được danh sách số điện thoại của mọi người. Nhờ vào công nghệ, các đối tượng xấu cũng còn nhiều cách khác nhau để thực hiện được hành vi bất chính này. Bây giờ Facebook đã chặn các cái API để có thể lấy các cái thông tin liên quan số điện thoại. Tuy nhiên, một số các cái tool và một số các cái công cụ vẫn có thể làm được cái việc này. Và một số các cái cơ sở dữ liệu cũ hiện nay vẫn còn tồn tại. Và thì hacker hoàn toàn có thể là khai thác được cái thông tin liên quan đến những cái danh sách bạn bè trên Facebook. Cái phương pháp thứ hai, họ có thể tấn công và lấy được một trong những cái tài khoản trên cloud, ví dụ như là trên Samsung hoặc cloud hoặc là trên Apple cloud. Để trong cái trường hợp ví dụ như chúng ta có 2-3 số điện thoại thì các cái số điện thoại này đều hoàn toàn có liên thông với nhau về danh bạ. Chính cái điều này hacker có thể lấy được toàn bộ các cái số danh bạ ở trên các cái tài khoản trên cloud này. Về trường hợp đối tượng xấu sử dụng ngân hàng có tên tài khoản giống với họ tên thật của người chúng đang mạo danh, hiện vấn đề này vẫn đang được các chuyên gia tìm hiểu và làm rõ. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng không loại trừ khả năng có sơ hở từ việc áp dụng phương thức định danh trực tuyến EKYC để mở tài khoản từ xa mà các ngân hàng đang triển khai.